Xin chào mọi người nhé, hôm nay cửa hàng Tuấn Hải thì có bác vài cái mẫu máy cắt cỏ Nhật bãi này. Đó, dòng máy Robin 231 này, Navito này, đấy, dòng Tanaka và cái dòng Komatsu với lại Kawasaki. Số điện thoại cửa hàng bên em là 0392 973923. Khi các bác mua hàng bên em sẽ tặng các bác là dây đeo chắn cỏ, cuột cước, đồ vặn đầy đủ đồ các bác về làm nhé. Đó, công suất máy rất là khỏe luôn và giá thì từ 1 triệu đồng. Đó. Thì các bác thấy video thì hay thì vui lòng xem ủng hộ em một like, một đăng ký kênh nhé. Em sẽ giới thiệu chi tiết về cái cây máy ngày hôm nay. Dòng cái máy đầu tiên này là cái dòng máy của dòng Robin. Máy này là 23cc, nòng 32 ly. Đó. Máy này thì là rất là nhỏ gọn thôi, trọng lượng thì tầm khoảng là 3 cân 1. Đấy, 3 cân 1, 3 cân 2 thôi. Khi các bác đổ xăng đầy đủ lên tầm 3 cân rưỡi nhá. Đó. Nòng đứng này, cái dòng này có nòng đứng này, buji trên thì không sợ bị sặc xăng. Tum máy bằng nhôm các bác nhé, dòng tum bằng nhôm hết này. Bình xăng thì trắng đẹp luôn này. Này do là em vội em chưa kịp lau dọn nhiều nhé. Cái sự nguyên bản các bác xem. Có trợ lực, chụp giật có trợ lực này. Máy này chỉ là 1 triệu đồng thôi. Tích hợp bao ship bảo hành các bác 6 tháng luôn. Đó. Dòng này sẽ được có xem. Đó, nó có chữ One Pro này. Hơi bị mờ chút. Đấy, chữ One Pro ở phần chế luôn nhá. In vào, in nổi lốc chế nhá. Đó, in nổi lốc chế luôn, tum bằng nhôm này. Có tay lái của máy là tay lái đôi và có ga bóp luôn, các bác dễ dàng sử dụng. Cái ốc này em chưa lắp xong chặt nhá. Mình sẽ lắp chặt nó sẽ chặt khít như này luôn. Đó, đầu bò chẵn cỏ đầy đủ luôn các bác làm. Đấy. Rất là ngon, 1 triệu đồng cái máy này. Các bác nào mà đi phát cỏ phát vườn không cần máy quá là lớn hoặc là thích sự nhỏ gọn, dễ nổ thì sử dụng cái dòng này. Đấy. Có công tắc tắt máy, phần hông máy luôn, rất là dễ sử dụng. Sẽ test nổ luôn cây máy V0. 1 triệu đồng các bác xem thử nhé. Máy nổ rất ngon luôn, V0 1 triệu đồng. Đấy, đặc biệt là chế One Pro nhé, tiết kiệm nhiên liệu và sử dụng rất là bền luôn. Đó. Ok, đến cái dòng máy thứ hai này là cái máy dòng Navito. Con máy này thì có đặc biệt là tum bằng nhôm và tum rời, các bác dễ dàng tháo lắp dài nhé. 26cc chiếc máy này, cực khỏe luôn, 26cc. Giá là 1.400.000 đồng. Chụp giật thì có trợ lực này. Chụp giật có trợ lực này. Trợ lực này, KS26N này, 26cc. Đó. Đấy, tay lái đôi ga bóp luôn cho các bác nhé. Rất là ngon luôn, tay lái ga bóp luôn này. Đó. Ống cần này, rất là ngon, ống cần 28 luôn. Các bác đeo dây ở đây nhé, có phần móc để đeo dây đeo lên vai này. Đó, 26cc, làm 34 ly. Test nổ luôn này. Công tắc on off trên tay nhé. Rất là dễ nổ và cái công tắc dây giật rất là trắng luôn. Chỉ 1.400.000 đồng thôi, rất là ngon. Đó, 1.400.000, máy tum nhôm 26cc. Đấy, có kim chỉnh này. Đấy, kim chỉnh này, đường lên xăng, bình xăng trắng phau luôn nhá. Đấy, máy Navito. Đó. Đến chiếc máy thứ 3 này là V2, 1.300.000 này. Chiếc máy này là của dòng Tanaka. Đấy, Tanaka có trợ lực nhá. Tanaka, máy này thì các bác nào đi phát vườn phát trước thoải mái luôn. Máy này thì là 24cc. Đấy, 24cc chiếc máy này. Tum máy bằng tum nhôm nhá. Những cái dòng máy tum nhôm như này ấy, thì là không bao giờ bị cháy tum cả. Nó rất là bền. Đặc biệt là buji nòng đứng này thì là không sợ sặc xăng. Đó. Chế này là chế Yama luôn các bác nhá. Đó. Chế rất là ngon luôn này. Đấy. Có bình xăng các thứ nhá. Cho bác chỉ xem cái lọ doang xăng này. Nguyên luôn. Đó. Rất là mới.
V2 1.300.000 đồng. Đó, tum nhôm. Đấy, dòng Tanaka Power Made rất là đẹp luôn này. Đó, công tắc tắt máy ở phần tay nhá. Đó, công tắc tắt máy phần trên này. Đó, tay ga bóp rất là dễ sử dụng. Đó. Đó, cần cũng là cần của Tanaka, cần zin luôn này. Đầu bò chắn cỏ đầy đủ luôn các bác nhá, về sử dụng thôi. Máy này là 1.300.000 đồng. Tích hợp bao ship và tặng các bác đủ đồ về làm nhá. Sẽ test nổ luôn đi cây máy thừa. Máy này rất là ngon luôn, V2 1.300.000 đồng. Máy rất là rẻ luôn này. Đấy, cần chiếc zin nhá, có phần ốp hông này. Các bác đeo ở bên sườn nhá. Đấy, rất là êm. Đó, máy móc thì cực mới. Đấy. Ok, đến một chiếc máy thừa. Tiếp theo là V3. Dòng của máy của Komatsu nhá. Dòng này của Komatsu này. Đấy. Tum bằng nhôm. Hai máy này là 26cc, lòng 34 ly. Đấy, có trợ lực nhé, dòng có trợ lực này BCZ260EZ Renat Komatsu Made in Japan. Đó, dòng này là dòng hệ luôn, sử dụng rất là thích, rất là bền. Đấy, V3 2 triệu đồng, tum nhôm. Đó, tum nhôm rất là ngon này, tum liền, tum nhôm. Có phần đeo ô hông này. Đấy, đeo hông này, này sử dụng rất là êm. Để phần sườn này, trọng lượng chiếc máy này rơi tầm khoảng là 4 cân, đến 4 cân 1, 4 cân 2 thì thôi, rất nhẹ nhàng. Đó, V3 2 triệu đồng. Đây, có tem mác của dòng Komatsu nhé, tem chống hàng giả hàng nhái, tem mác đàng hoàng luôn. Chế này là chế hai họng này, dòng biệt là chế hai họng, có bơm xăng phụ lên. Đó, tay lái thì có phần tay ga bóp nhé, và có công tắc on off bật ở phần tay luôn. Đấy, ga bóp này. Máy này thì bên em bán giá là 2 triệu đồng. Đó. Thì trong clip em nói thì sẽ hơi nhanh. Thì bác nào cần thêm thông tin cứ liên hệ qua Zalo nhé. Đấy, cần cũng là cần của cần zin theo của máy luôn. Đấy, cần Renat Komatsu này, TRS260 này. Đó, đầu bò chắn cỏ đầy đủ luôn cho các bác nhé. Đầu bò rất là mới luôn. Đó, zin nhá, dòng này hàng zin hết nhé. Sẽ test nổ luôn cái máy thứ ba này, 2 triệu đồng nhé. Đây là chắn phao luôn. Nổ rất là êm. Êm luôn. Đấy, thân máy này, dây giật thì trắng phong mà nổ rất là thích nhá các bác nhá. Đấy, 2 triệu đồng thôi. Đó, do một tay làm quay video khá là khó nên các bác thông cảm. Đặc biệt là cái dòng chế nhá, chế này là chế One Pro này. Đấy, các bác về có thể kiểm tra nhá, ở phần trong lốc này nó có chữ One Pro ở phần chế luôn, nổi ở phần chế nhá. Cái chữ dòng chế mà có One Pro là chế của Nhật Bản nha các bác nhé, chế zin của Nhật luôn. Đó, cái dòng này thì là nguyên bản từng con ốc một, chưa có gì thay đổi cả các bác nhé. Đấy, nhiều bác thì có thể là chưa sành lắm nhưng mà có thể biết rằng là cái dòng chế One Pro ấy là chế của Nhật Bản. V3 2 triệu đồng. Đó, rất là trắng luôn. Căng tim để hơi thấp một chút nhé, nên sẽ chỉnh cao. Khi các bác mua hàng em sẽ chỉnh máy làm sao mà ngon nhất nhé, các bác về việc sử dụng thôi. Chiếc máy tiếp theo là dòng từ máy thứ tư này, dòng của Komatsu Grip này, 265 26cc, lòng 34 ly. Những dòng máy này thì cuột cước này, phát cỏ cuột cước đầy đủ các bác được luôn nhé. Đấy, dòng cuột cước rất là ngon luôn. Đó, ở gia đình nhà em bán hàng thì rất nhiều bác bán xung quanh đây ấy, thì bác có phản hồi rất là tốt, dòng máy rất là bền. Có trợ lực này, chế này là dòng chế của Yamaha, chế rất là bền luôn, chạy cực vip luôn các bác nhé.
Đấy, bình xăng của máy này là bình xăng trắng phau luôn này. Các nhìn nhá. Em có cái đèn của cái điện thoại nó chiếu vào nó hơi óng một chút. Đấy. Đây, bình xăng trắng đẹp luôn này, màu sữa nhá. Đó. V4 bên em bán giá là 2 triệu đồng. Đặc biệt là buji của máy này là buji đứng này, không lo bị sạc xăng. Rất là dễ nổ luôn. Đó, trợ lực rất là lớn nhá, giật rất là ngon. Dòng này là dòng hệ. Như các bác sử dụng cũng biết là những dòng máy của Komatsu như máy cưa, máy cắt cỏ, máy tỉa cành, máy thổi lá chẳng hạn, hay là máy bơm nước, thì những dòng máy đấy nó rất là hệ rồi, sử dụng dòng Komatsu rất là bền. Đấy, tum máy là tum nhôm, không bao giờ bị cháy tum luôn. Đó, tất cả các cái dây này em đi rất là gọn gàng rồi nhá, các bác về việc sử dụng thôi. Đó, trước khi gửi hàng thì bên em sẽ làm sao mà cho cái máy nó như mới nhá, các bác về chỉ việc đổ xăng vào chạy thôi. Đấy, cái dòng này nhà động cơ 2 thì các bác vui lòng nhớ là sẽ pha xăng nhớt nhé. Đó, các cái răng nhớt bên trong này cũng vừa mới nguyên này. Đấy, răng bên trong mới nguyên như mới luôn. Đó, tay lái này có tay lái đôi và tay công tắc on off phần tay này nhé, bật lên là on, tắt xuống là off này, off này. Ga gạt xuống này. Đấy, cần cũng là cần zin của quần của Komatsu luôn. Đó, đầu bò chắn cỏ đầy đủ luôn các bác này. Đấy, khi các bác mua hàng em tặng các bác đầy đủ đồ, các bác phải làm như dao vuông với lại là dây đeo chắn cỏ cuột cước nhá. Đấy, những đồ vặn nữa. Đấy, grip này 26cc. Sẽ test nổ luôn cái máy này. Nó sâu luôn. Rất là êm nhá. Chiếc máy này trọng lượng tầm khoảng hơn 4 cân thôi. Các chị em là một sử dụng rất là bền, rất là thích luôn. Nhẹ nhàng là một, dễ nổ, công suất mạnh, khá là mạnh. Đấy. Nòng đứng này. Ok, máy V4 bên em bán giá là 2 triệu đồng, tích hợp bao ship tặng các bác đủ đồ luôn nhá. Trong video thì em nói hơi nhanh, thì bác nào mà cần thêm thông tin gì cứ liên hệ qua Zalo nhá. Ok, để chiếc máy cuối cùng ngày hôm nay là chiếc máy V5. Đó, chiếc máy V5 dòng của Kawasaki. TG28, dòng TG là dòng hệ các bác này, TG28 này. Tum máy là tum nhôm. Đó, tum nhôm rất dễ dàng tháo lắp ra. Các bác có thể là lắp vào những cái máy thổi lá, lắp vào những máy bơm nước này, máy khoan đất này. Có 28cc lòng 37 ly. Đó. Lòng máy này, dòng hông này, đó. Dòng này là chế chiếc rất là ngon các bác này. Đấy, bơm xăng phụ lên. Đó, bơm xăng phụ lên. Có phần nào chụp giật thì có trợ lực nhá. V5 bên em bán giá là 2.500.000. Vì dòng máy nó rất là dòng máy hệ và cực kỳ ngon. Các cái ốp này bằng nhựa cứng này. Đó. Như kiểu là bằng sắt luôn. Chỗ này khó mà đoán. À đây. Phần hông này này, phần hông ra đây là có bằng phần nhôm nhá. Phần bên trên này là phần bằng nhựa cứng này. Đó. Rất là ngon luôn. Bình xăng này, xăng zin của máy luôn. Tất cả cái dòng này là từng con ốc một con zin bên Nhật Bản về nhá. V5 này bên em bán giá là 2.500.000, sẽ test nổ luôn các bác này. Kawasaki này. Sẽ có công tắc on off phần hông này, bật tắt bật lên on nhá, tắt xuống là off này. Rất là dễ nổ luôn. Ok, đây là 6 cái máy vừa giới thiệu qua. Bác nào nhu cầu mua một chiếc máy nào đó liên hệ em qua Zalo nhé. Hoặc có thể gọi điện trực tiếp qua số điện thoại là 0392 973 923. Các bác thấy video thấy hay, vui lòng ủng hộ em một nút like, một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video.